Hội đồng Họ Dương tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Phong, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Dương tỉnh Dương Quốc Xuân. Trong nhiệm kỳ qua, tuy bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh COVID-19, nhưng Hội đồng Họ Dương tỉnh cố gắng duy trì công tác khuyến học khuyến tài, mừng thọ tri ân tổ tiên, phát triển kinh tế được quan tâm thực hiện từ tỉnh đến địa phương. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, Hội đồng Họ Dương tỉnh Long An đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam trao tặng giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác kết nối dòng tộc. Đại hội đã bầu ra 26 đại biểu vào Hội đồng Họ Dương tỉnh nhiệm kỳ mới và 8 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Dương Quốc Xuân tái cử Chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Dương tỉnh và ông Dương Đình Chung tái cử Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Hội đồng Họ Dương tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động phát triển dòng tộc trên địa bàn tỉnh Long An.